Xin kính chào quý vị, hãng công minh đang có mặt ở quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Thủ Đức, Sài Gòn, chiều mùng 4 Tết 2018, Tết Mậu Tuất. Nhiệt độ giờ khoảng 30 độ C. Bên phải là nhà máy hãng xe Mitsubishi. Rồi qua đây là thuộc thủy xã Dĩ An, Bình Dương này. Sóng thần. Bên phải là đường An Bình, hướng về chợ Thủ Đức. Xưa gọi là xa lộ để hàng đây ngã tư Linh Xuân quý vị. Bên trái là về Linh Xuân Thủ Đức. Bên phải là về chợ Thủ Đức. Đi thẳng đây là ra Suối Tiên là gì? Ra xa lộ. Bên phải đây là khu chế xuất Linh Trung Mộng. Thank you.
kết thúc xa lộ Đại Hàng Vành Đai tiếp với lại xa lộ Biên Hòa này. Bẻ phải là về Thủ Đức, bên trái là về Biên Hòa, bên tay trái đây là Đại học Thăng Long. Cầu Sài Gòn 11 cây, cầu Đồng Nai 7 cây. Cây cầu vượt bắc qua cái ngã ba chạm hai dành cho đường xe lửa trên không này. Xa lộ Biên Hòa hướng về cầu Sài Gòn ấy bên phải. Happy New Year quý vị, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo, goodbye.